Em là chú Kích Vượt Lan Phương Hồng, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 19 tháng 9 năm 2022, nhà vườn em Phương Hồng lại lên chia sẻ cho các bác một số mặt hàng con giống chuẩn đẹp cho các bác tham khảo và sưu tầm. Địa chỉ nhà vườn em là ở thôn Tố Gà, xã Cáp Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0972 197255. Các bác mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp vào số đó hoặc là vào Zalo theo số đó các bác nhé. Thế hôm nay em lại lên chia sẻ cho bác 17 đơn hàng, bao gồm là mặt hàng 5 cái trắng lâm sung này, thì em chia sẻ ghi trên thân các bác nhé: hồng Á Hậu này, hồng Minh Châu, 5 cái trắng HPL, hồng Yên Thúy, 6 phát tài, ám địch quá Thanh Sơn Phú Thọ, 5 cái trắng HO. Thì không để mất thời gian của chú anh chị, em đi vào chi tiết từng đơn hàng. Đơn hàng số 1 là mặt hàng 5 cái trắng HO, thì em chia sẻ một chậu này 5 cái trắng HO cắt khúc ươm tự nhiên. Cái mặt hàng này là trước chúng em là công ty các bác nhé. Thì bây giờ chia nhau, thì về em chia sẻ cho các bác. Em chia sẻ là 3 khúc này, 6 kỳ các bác nhé, 6 kỳ nằm trong HO rất là đẹp. Về các bác sang năm làm một tác phẩm nhé. Thì em chia sẻ hình số 1 là giá là 100k cho các bác tham khảo và sưu tầm, rất là đẹp. Các bác về sang năm làm chậu lớn các bác nhé, làm chậu tác phẩm. Em chuyển sang số 2 là mặt hàng 50 trang HO, cũng một chậu 50 trang HO cắt khúc ung tự nhiên rất là đẹp. Thì cái hình số 2 này em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 100k cho các bác tham khảo và sưu tập. Em chuyển sang hình số 3 cũng là mặt hàng 50 trang HO, cái chậu này gồm có 4 kỳ các bác nhé, cắt khúc ung tự nhiên rất là đẹp. Thì hình số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 80k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang số 4 cũng là một chậu HO 4 kỳ rất là đẹp. Thì hình số 4 này em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 80k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em đang chia ra hình số 5 là mặt hàng ám địch quá Thanh Sơn Phú Thọ. Để một khúc này em chia sẻ cắt khúc tự nhiên các bác nhé, kỳ ám địch quá. Cái hàng này chưa được các thân lá và mặt hoa các bác nhé. Thì cái hình số 5 này em chia sẻ các bác với giá là 50k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Ủ rẻ rất là khuế, rất là đẹp các bác nhé. Em chuyển sang hình số 6 cũng là một kỳ ám địch quá cắt khúc tự nhiên, ủ rẻ rất là khuế. Em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 50k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chia sẻ hình số 7 là mặt hàng 6 phát tài, thì em chia sẻ 2 kỳ 6 phát tài, chia sẻ 2 kỳ giá là 300k cho 2 kỳ 6 phát tài cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chia sẻ hình số 8 em cũng chia sẻ 2 kỳ 6 phát tài, cũng chia sẻ cho bác với giá là 300k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chia sẻ số 9 là màn hàng hồng Yên Thúy, thì em chia sẻ kỳ hồng Yên Thúy cắt khúc tự nhiên, kỳ rất là đẹp, rất là khuế các bác nhé. Cái hình số 9 này em chia sẻ cho bác với giá là 200k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chia sẻ số 10 cũng là một kỳ hồng Yên Thúy cắt khúc tự nhiên rất là đẹp. Hình số 10 này em cũng chia sẻ cho bác với giá là 200k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 11 cũng là một kỳ hồng Yên Thúy cắt khúc tự nhiên, ngọn đi rất là lực, rất là đẹp. Thì cái hình số 10 này, 1 này em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 200k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 12 là mặt hàng 50 trắng HPL, thì các bác mua mặt hàng nào muốn xem mặt hoa thì vào Zalo em gửi hình mặt hoa cho các bác nhé. Thì cái số 12 này một kỳ 5 cái trắng HPL em cũng chia sẻ cho bác với giá là 200k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 13 cũng là một kỳ HPL em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 100k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 14 là em chia sẻ một kỳ hồng Minh Châu rất là đẹp.
Thì cái số 14 này, một cây hồng mi châu, em chỉ xí cho các bác với giá là 350k. Chị các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang số 15 là em chỉ xí một cây hồng hảo cắt khúc ươm tự nhiên. Rất là đẹp, ngọn nó rất là lớn các bác nhé. Thì số 15 này, em chỉ xí cho các bác với giá là 300k. Cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang số 16 là em chỉ xí 2 kỳ. 2 kỳ 5 cái trắng lâm sung trên chậu mẹ các bác nhá. Bộ rễ đã đủ khuế rồi, đủ điều kiện để cắt rồi. Thì cái hình số 16 này, 1 kỳ 5 cái trắng lâm sung là kỳ đầu này các bác nhá. Em chỉ xí cho các bác với giá là 200k. 200k cho cái kỳ đầu này các bác nhá. Em chuyển sang số 17 là một kỳ này, là kỳ trong. Bộ rễ rất là khuế. Thì cái hình số 17 này, em chỉ xí cho các bác với giá là 250k. Cho kỳ 5 cái trắng lâm sung này. Một khuôn bông bầu, bệt mũi trắng. Rất là đẹp. Đây là giò mẹ các bác nhé. Thì cái hình số 17 cũng khép lại cái video bán hàng ngày hôm nay. Thì cuối cái video, cũng cho em Phương xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Em xin chào toàn thể các bác.